Toàn cảnh giao dịch thị trường tôm ngày 17 tháng 8 năm 2024, giá tôm thẻ tại các nhà máy lớn đã tăng 3 đến 8.000 đồng 1 kg trong nửa tháng trở lại đây. Tuy nhiên do nguồn tôm cỡ 50 con 1 kg về lớn giảm nên giới hạn giao dịch về nhà máy, các nhà máy lớn tại Sóc Trăng tiếp tục tăng giá 1 đến 5.000 đồng 1 kg so với hôm qua để thu hút nguyên liệu cỡ 80 con 1 kg về lớn. Giá tôn thẻ nguyên liệu tại các nhà máy lớn ở Cà Mau tạm chứng trong ngày hôm qua nhưng một số nhà máy dự kiến sẽ tăng giá trong cuối tuần này. Tại Sóc Trăng, nhà máy Sao Ta, tại Kim Anh tăng giá 1-5.000 đồng 1kg so với hôm qua. Trong đó mức tăng 3-5.000 chủ yếu áp dụng với cỡ 30 con 1kg. Theo đó, giá tôn thẻ tươi cỡ 30 con 1kg tại nhà máy ở Sóc Trăng hiện cỡ mức 131-153.000 đồng 1kg. Tôm thẻ ngâm cỡ 30 con 1 kg ở mức 109 đến 129 000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, cao hơn từ 1 đến 20 000 đồng 1 kg so với khu vực Cà Mau. Tại Cà Mau, các nhà máy Case và Minh Phú tạm thời thu mua cỡ 30 đến 80 con 1 kg với giá không đổi so với tôm qua. Trong đó, tôm thẻ tươi cỡ 30 con 1 kg ở mức 130 đến 133 000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Tôm thẻ ngâm cỡ 30 con 1 kg ở mức 105 đến 112.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Giá tôm thẻ nguyên liệu tại các nhà máy gia công cho Trung Quốc, đối với tôm cỡ 100 con 1 kg, giá tôm tại các nhà máy tính thúy, châu bá thảo, hoa. Đã giữ ổn định khoảng 4 ngày trở lại đây, trong đó tôm ao bạc ở mức 88 đến 92.000 đồng 1 kg, tôm ao đất ở mức 66 đến 70.000 đồng 1 kg không kiểm tra kháng sinh. Trong khi đó, các nhà máy cẩm vui, minh phát, huy bảo. Thu mua hàng ngâm với giá từ 62 đến 73.000 đồng 1 kg, không kiểm tra kháng sinh, giao dịch tại đầm tôm thể ướp đá. Thương lái giữ giá thu mua tôm thẻ ướp đá ổn định so với ngày hôm qua, giá mua tôm thẻ ướp đá tại Sóc Trăng. Cà Mau, Bạc Liêu cụ thể, cỡ 30 con 1 kg hiện ở mức 128 đến 130.000 đồng 1 kg cỡ 50 con 1 kg đạt 102 đến 104 000 đồng 1 kg, cỡ 80 con 1 kg đạt mức giá 90 000 đến 92 000 đồng 1 kg, cỡ 100 con 1 kg giữ ở mức 75 đến 77 000 đồng 1 kg. Giao dịch tại đầm tôm thẻ oxy, giá tôm thẻ oxy tại Bạc Liêu và Cà Mau tạm chứng sau mức tăng 1 đến 4 000 đồng 1 kg trong ngày hôm qua, giá mua tôm thẻ oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh Bến Tre như sau, cỡ 20 con 1 kg hiện ở mức 165 đến 170 000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg đạt 130 đến 135 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg đạt mức giá 107 đến 110 000 đồng 1 kg. Thị trường tôm số nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long, các nhà máy chế biến tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì giá thu mua nguyên liệu đi ngang kể từ đầu tuần nguồn cung tôm quảng canh lai rai khiến lượng giao dịch tôm sú tại các nhà máy tiếp tục duy trì ở mức thấp. Giá tôm sú tại đầm ổn định ở hầu hết các cỡ, giá tôm sú ướp đá tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như sau, cỡ 20 con 1 kg ở mức 175.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 137 đến 140.000 đồng 1 kg, cỡ 40 con 1 kg ở mức 117 đến 120.000 đồng 1 kg cỡ 50 con 1 kg ở mức 108 đến 115 000 đồng 1 kg, giá tôm sú oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như sau, cỡ 20 con ở mức 250 đến 260 000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 170 đến 180 000 đồng 1 kg, tôm đều cỡ tại các đầm ở Cà Mau, Bạc Liêu, cỡ 40 con 1 kg ở mức 130 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức